tha vậy cái gót á, là khoảng chừng một tiếng sau là cái chân em phù lên. Nó chỉ cái gì á, cái là nói bây giờ tối nay đưa, trưa nay là đúng 12 trưa, tự mày cắt ngải đi. Bắt đầu lúc đó là em Thường Anh á, nói chung là em toàn là thấy quỷ không à. Sau 4 năm nữa sự nghiệp tôi tan nát, mà đúng thì đúng 2021 á. Đâu quá chịu nổi. Chào quý vị khán giả đến với kênh Thầy Trung An Giang. Hiện tại đây Lễ Hậu và thầy đang tiếp tục hành trình tâm linh của mình để giúp đỡ cho những người bị bệnh về tâm linh có mời đến. Thì mời mọi người vào trong xem coi tình trạng của anh như thế nào. Thì mấy đợt trước á, em có coi clip của thầy á. Ừ. Thì em thấy có một số nó rất là giống như trường hợp em đang bị á. Mà đây em muốn nói về kể vấn đề mà từ lúc giờ em bị để thầy có thể giúp đỡ em. Trong 4 năm rồi, nói chung là hình như là nó không có ảnh hưởng gì, nhưng mà nó mang một cái suy nghĩ cho mình là tầm bậy tầm bạ không à. Suy nghĩ gì ta? Ví dụ như nhà trong gia đình toàn là cái ra ngoài nhìn chị mình thì cứ nhìn thấy chị mình thấy không mặc quần, trong đầu mình suy nghĩ vậy á. Rồi hả tối mình ngủ với vợ mình thì là giống như mình là anh mình ngủ với vợ mình vậy. Rồi sao nữa? Rồi cái vấn đề nữa là như tối á là em nghe có tiếng đi, thì nói chung là thôi em kể lại từ đầu cho thầy nó cụ thể hơn. Thì năm 2019 á là em làm ở Bình Phước á, thì em có chơi cái người đó, người đó người dân tộc, thì nói chung là em chỉ quen có một hai lần thôi. Nữ hả? Nam. Thì mình cũng không biết là sao thì mình em gặp ai cũng mến đó. Cái là về ở cái nhà chợ nó thì em mới thôi kêu thôi giờ mày không có ở đâu thì mình vô nhà tao ở đi, tao ở mình cũng buồn. Thì tối đó vô á thì trên lưng á em thấy có một cái triệu chứng gì á trên lưng, cái em vừa vô trong nhà cái em cởi đồ tắm liền luôn, thì em vẫn nấu cơm nấu nước đó, xong rồi em pha trà nó uống, nhưng pha trà nó không uống, cái là nó kêu thôi giờ nó đi về nó không ở đây nữa. Thì nó vừa về xong mới lại ngay chỗ cái gót chân em á, nó tha vậy cái gót á, là khoảng chừng một tiếng sau là cái chân em phù lên. Phù lên thì bắt đầu là tự nhiên không biết, em không biết tại sao có một cái tính sao không biết ai chỉ cái gì á, cái là nói bây giờ tối nay đưa, trưa nay là đúng 12 trưa, tự mày cắt ngải đi. Cắt ngải gì? Tự mày cắt ngải là sao? Tức là tự mình cắt ngải của mình, người ta bỏ ngải mình á. Tự người ta bỏ ngải mình, tự mình cắt ngải. Ừ. Là ai nói với anh vậy? Ai nói với em vậy đó. Trong lỗ tai anh ơi, người nói vậy phải không? Dạ. Rồi xong xuôi rồi là kèm những loại gì. Là khi mà cắt xong á là ổn nha. Ổn vừa ăn cuối, nhưng mà sáng mai á, nói chung là em gặp người đó nói thẳng luôn. Thì em nói nè, thôi anh bỏ ngải tôi thì không sao, nhưng anh đừng hại khác chứ bỏ ngải người hại chết người ta khổ lắm. Ừ. Ngải thì tôi không có phải thầy bà, nhưng mà nói về đó là tôi rất là sợ. Mà anh thà anh bỏ tôi không sao, với anh bỏ người ta là anh hại chết người ta luôn á. Cái khi mà em bó xong xuôi cái là em tự cắt, em bó cái là tự cắt trong vòng chưa đầy một tuần là em tự bỏ em về đây luôn. Anh cũng làm thầy phải không? Em không có làm thầy cái gì á. Có người nói đôi tay anh kêu anh tự cắt ngải tự cứu anh đi phải không? Ừ. Rồi anh về đây rồi anh làm xong. Rồi em về đây cái là cái thời gian về đây là em không là ở trên lúc mà em chưa cắt là em bị ảo ảnh nha. Dù em nhìn thấy thầy đúng không? Xong rồi em đi vòng vòng xong tí xíu lại cái trong ánh mắt của mình chỉ nhìn ra trước mặt là thầy không? Cái suy nghĩ là cái thấy mắt người đó không, giống như người ta kiểm soát cái suy nghĩ mình vậy á. Thì khi mà về đây á là em bó thêm 2 ngày nữa. Bó 2 ngày nữa tự nhiên là hình như là nó im luôn, nó không có một vấn đề gì hết á. Thì xong xuôi trong nhà em nó có nhiều cái hiện tượng lạ đó. Tức là lạ em không hiểu nổi. Thì khi mà về đây em cái thời gian về đây xong một người em giống như là không có sức sống rồi sao á. Tức là không có một cái sức để mình sống nữa. Cái là tự nhiên chơi bời này kia nọ. Cái là em đi theo một bạn qua bên Bình Sơn á. Thì cái là đi tụi nó đi chung nó đi vô coi quýnh tài xỉu á. Cái là khi mà chơi xong chiều về á là những gì mà em đi từ đây á
từ ở bên đó, từ nhà mà đi qua bển, em ngồi ở vị trí nào, vị trí nào, vị trí nào, ai làm gì em. Là tự nhiên là về là tu lại từ đầu cuối hết cho em coi vậy. Thì em nói à, có khi nào là mình bị, trước hết là mình ở Bình Phước mình bị bắt hồn không? Thì người ta gắn, em cứ nghĩ là camera không à? Em cứ nghĩ vậy, tại em cứ nghĩ vậy không chứ em đúng không? Nghĩ làm sao con người sao mà mình, như là mỗi lần em sai trái gì á, mỗi lần em làm bậy làm gì sai trái á, là phải tua lại, là những khoảng khắc mình đi đâu, là bị người ta làm gì là chỉ hết. Đó, rồi cái thời gian cái là khi mà em mới về cái là 6 ngày 6 đêm anh thầy, 6 ngày 6 đêm em không ngủ luôn. Không, nhắm mắt không được, nhắm mắt cũng không được luôn. Cái là cái ngày mà ngày cuối thứ 6 á, thì em mới nghe một câu nói vậy nè, ngồi xuống dưới đi, nhà dưới em á, ngồi xuống đi, rồi để đốt phong long cho. Thì nói chung là lúc đó giống như mình giống, em nghĩ là chắc mình do mình 6 ngày 6 đêm mình ngủ không được á, bị quán tính, chắc phải kệ mài cái ngồi đại đi. Thì em vừa ngồi, nhưng mà tính kỹ đó, vừa ngồi xuống em thấy gì trong người nó hơi bị chớm lên, cái em đứng lên thì em nhìn vô cái bóng mà cái bờ tường á, là em thấy tự nhiên sao mà cái bóng mình sao chỉ giờ còn có ba đúc xương cổ với cái hộp sọ mà đó. Cái là tự nhiên cái sao cái là em đi ra ngoài ngay chỗ cái giếng nước, em nói một câu vỡ trận này. Tự nhiên em nói vậy, em nói vỡ trận, là em vừa nói câu vỡ trận là cái chỗ mà cái ngải á, lúc cái chỗ mà cái người tha vô cái giò em á, nó giống như một cái, giống như cái xì hơi vậy á, nó xì ra vậy á. Là bắt đầu lúc đó là em thường anh á, nói chung là em toàn là thấy quỷ không à, thấy quỷ với ma. Thì lúc mà em mới tính em đa nghi thì em không có rành mấy á, em đa nghi vậy, em nghĩ vậy. Em nghĩ thôi chắc mà có khi nào người ta bắt yếm hồn mình, xong người ta gắn camera, xong người gắn ba cái hình trời đất này kia nọ thôi. Nhưng mà khi mà em thấy hoài, em nhây lại luôn. Em thấy hai cái răng nanh, rồi mắt thì con quỷ, mắt thì lúc có một bên có mắt mà không có mắt. Là em kêu mày nhây thì tao nhây lại, mắt mà không có tao cho thành hai mắt, cũng thành hai mắt đàng hoàng bình thường. Kêu mày còn hai cái răng mày dài quá không thì cắt bớt cho mày. Nhưng mà trong ánh mắt em nhắm mắt em suy nghĩ nó sẽ là nó thành cái xảy ra như vậy. Cái là về sau cái khi mà em nghe lại một câu nói là tao đốt ngải cho mày chích mẹ em luôn. Là khi đó là em nghe câu đó em sực nghĩ lại là cái người đó rồi. Là tối em nằm ngủ, ở nhà dưới thì tự nhiên cái em nằm ngủ mà tự nhiên cái trong giấc ngủ em á, là em nhìn ngay cái cửa sổ là em thấy đúng cái người đó. Đúng cái người đó luôn. Đúng cái người đó thì cái em nghĩ thấy cũng chuyện cũng bình thường thôi, giờ mình cũng đâu có biết được vấn đề gì nữa đâu. Nói chung là cái em cũng đã khẳng định em chịu đựng cái vấn đề đó rồi. Là cái về sau em nói anh á, tính khi mà cái thằng em ở dưới sớm em dưới đây nè, cách đây là căn nè, nó chết lâu rồi. Cái là em hỏi anh ngủ không được, cái ngủ về cái nhắm mắt là không được, cái thấy toàn là quỷ ma không. Em mới lấy cái giọng lên đây em nằm đây thì hả, là em thấy em đang nằm, em kêu nằm giờ ngủ không được không, thôi lấy mẹ chai rượu ra uống. Em uống nửa xì rượu xong, cái là em nằm, tự nhiên đúng 12:30 em thức dậy, giật mình dậy. Cái thằng em ở dưới nó chết rồi đó. Nói là anh Tú ơi, em người ta đi theo anh, người ta phá anh ghê lắm. Thôi anh cho em đi theo anh luôn đi, rồi phô đi. Người ta phá anh là chuyện người ta, còn mày cứ đi chứ mày ở đây mày đầu thai với nhất dẫn làm gì. Thì nó kêu em đi không được. Cái em nói nè, hồi mày đi không được thì anh khấn một câu là mày đi được. Là em khấn một câu ngày đó là nó kêu là mọi cái đi được hết. Thì nhưng mà trước khi nó đi nó nói là anh Tú ơi, là em chết ngay chỗ đó, ngay cái khúc đó vậy. Rồi ở có mấy người đó chấn em đi không được. Rồi kêu bà già em á là cúng cho em một mâm cơm. Mà anh tin thầy, 3 tháng sau thầy em mới dám nói với bà. Tức là mình nghĩ là mình đang bị em khẳng định em biết mình bị ngãi rồi, mà em khẳng định em biết mình bị luôn, tại vì khi người ta vừa bỏ em là em biết liền luôn. Thì là em nghĩ thôi chắc do ngãi là gây cho mình cái sự ảo, nên là cái suy nghĩ của mình nó vớ vẩn đi. Cái thời gian sau em nói thầy là
ma quỷ cái hiện trong ma quỷ trong mắt em hoài, nó đâm ra nó không có thể làm gì em được, là nó chuyển sang ảo ảnh nhân cái suy nghĩ của người, dù em đi gặp thầy hay gặp ai rồi đúng không, tí xíu em quay về là trong ánh mắt của em á, là không phải là mình nhìn thấy không, nhưng mà lúc nào cũng cái mắt mình cũng thấy là cũng người đó hoài đó, làm suốt vậy. Em nói anh nè, tại vì em nói anh á, tại vì em chấp nhận với số phận nè, khi năm 2017 á là em tự nhiên em ngồi trên mạng máy vi tính vậy, em bấm tay, em biết em không biết tại sao mình bấm tay luôn á, bấm tay vậy hả? Ừ. Em bấm tay xong cái là sau 4 năm nữa là sự nghiệp tan nát hết. Lúc em đang mở công ty bảo vệ anh chở nó. Ừ. Thì cái là thì cái năm 17 là cái năm thời lúc đó là em đang cái thời phong độ, nói chung là làm ăn kinh doanh được á. Mà tự nhiên em không hiểu tại sao mà vấn đề là mình tự mình lại nói vậy. Cái nói với vợ. Tự nhiên sao hôm qua tôi ngồi với máy vi tính á. Tự nhiên sao tôi bấm tay vậy, xong tự nhiên tôi nói cầm bậy bạ, sau 4 năm nữa sự nghiệp tôi tan nát. Mà đúng thì đúng 2021 á, là từ 2017 tới 21 là tôi nhận sự nạp, như là tất cả mọi vấn đề là em tan nát hết toàn bộ luôn á. Nhà cửa bây giờ cái nhà này bán luôn á, đến mức tệ luôn á. Ngãi là liền một cái linh hồn của quỷ. Dạ. Nó liền quỷ nó đưa vô người à. Khi mà nó liền quỷ mà nó có những người ta đưa vô trực tiếp, rồi có những người ta đưa vô gián tiếp. Có những người ta không cần phải tha vô chân anh gì đâu, người ta vẫn đưa quỷ vô người anh được. Thì nói chung là tóm lại là anh bị hại. Nhưng mà bây giờ gì? Thì cái tình trạng anh đó, bây giờ sức khỏe anh như thế nào? Bình thường, nhưng mà có cái nè. Cái chỗ này nè, mỗi lần hút thuốc vô nha, nó nóng như lửa vậy á. Nóng khủng khiếp ngay chỗ cái chỗ nó tha thôi. Đó, rồi thứ hai lâu lâu á, nói chung là mỗi cái giờ giấc của em ngủ á, là bị kiểm soát. Dù như em đang ngủ không? Lâu lâu chọt vô chân cái thốn giờ cái giật mình. Một khi thức là thức luôn. Rồi lâu lâu bấm giò cái là xong muốn có một cái nè. Từ bắt đầu mà em nghe cái vụ ở nhà dưới đốt công lông á, thì có cái em phải nói nè. Tại vì từ lúc giờ em chỉ có thờ, có thờ một vị thôi, là thờ ông thần tài thần địa, chứ không bất cứ không có thờ ai á, không thờ bất gì hết. Thì lúc đó em nghe nói câu mày ngồi xuống đốt công lông cho tao, đốt công lông cho mày, nhưng mà có già có trẻ có bé tùm lum hết, là đem trái cây mà tụi mày thế nào cầm trái cây, thế nào cầm bông lên nhưng mà thợ bị cúng cho nó. Là em nghĩ thôi, thì em nghĩ cũng là bỏ qua đi, không quan trọng lắm, tại vì mình nghĩ là mình đã bị dính như vậy rồi. Thì mình không quan trọng gì, không có quan tâm gì hết. Nhưng mà về sau thầy, tại sao mà hôm nay em nhờ thầy á, không phải là đánh riêng mình em mà đánh cho cả gia đình em nữa, nên em mới cần cái sự giúp đỡ thầy về vấn đề đó. Chứ thực tế lúc đầu ban đầu á, thì thầy á, em vừa nói với cái người đó luôn mà, cái người thầy đó luôn á, em nói á thẳng luôn mà, bữa tối bỏ sáng mai em nói thẳng luôn, em nói là ông á, ông bỏ tôi thì không sao cả, em vẫn nói vậy mà, nhưng mà đừng có bỏ người khác, ông hại người ta chết luôn á. Qua cái buồn ngãi này, sự ông làm như vậy thì sự thức đức ghê lắm. Thầy Trung biết, khi mà 6 ngày 6 đêm của em á, em tức qua em nói câu rồi, nếu ông bạn lạnh á, ông xuống dưới đây. Tại vì có người nói trong lỗ tai, lúc mà lên lỗ tai, đã lên lỗ tai, đưa lên tới trên mắt em luôn rồi, vô trong mắt luôn rồi, em nói thẳng luôn mà, em biết rồi. Thì em nói là nếu ông bạn lạnh á, ông xuống đây, tôi ngồi đây cho ông bỏ ngải, nếu tôi chết thì thôi, còn đừng làm như vậy chứ mà phải hại tôi, phải hành hạ tôi dầm về vậy. Rồi đó nó là sao? Nói cái đó là tao đốt cho chết mẹ mày luôn vậy á. Vậy nè, nếu mà lúc mà em bị nha, em đến nó 4 lần em tìm bằng được á, em kêu em không cần phải ấy gì, em muốn hỏi được một cái lý do thôi. Ừ. Hỏi một lý do thôi, nhưng mà em lên 4 lần không được. Nhưng mà lúc đó em nói với cái người đó như vậy xong, nhưng mà con người em phân biệt rõ ràng chứ không có ấy. Em nói thôi giờ, tại vì giữa cái 2017 với 2019 nó quá xa đi, tại vì cái thời khắc của mình tính nó giống nhau quá, không thể trùng nhau được. Thì em đi xuống với anh thầy, em có xuống thầy tháp đó mà. Ông xuống ông nói bao nhiêu thầy? Em đi mới có thầy đầu tiên em nản liền. Ông xuống đó là sao? Ông nói, em nói chung là em muốn khẳng định, ý là em muốn xuống, ông nói là thầy coi con tại sao mà con hút thuốc vô mà con nắm cái giò, bắt đầu là con sinh ra ảo ảnh, là bắt đầu trong cái mắt mắt của con là cái nó phóng tia màu xanh ra,
cái mắt của em không hiểu, mỗi lần phóng tia màu xanh lâu cái phóng tia màu xanh đã, lâu phóng tia màu đỏ, cái lâu lâu cái là lâu lâu phật lên, anh nhìn vô cái kiến là nguyên nguyên một cái hình hài giống như một quỷ quỷ ha. Dạ. Sao anh tìm tới tôi? Thì em ngày nào em cũng coi clip hết á. Dạ. Em coi xong xuôi, em coi rất clip xong, em coi tất cả mỗi clip xong rồi đó là em sẽ lọc lại những cái clip nào có thể chùm giống như mình như vậy. Thì bây giờ thầy đỡ giùm cho em vấn đề đó. À, ngày nào cũng có clip tôi vô không? Dạ. Thấy hấp dẫn không? Không, em coi cái chỗ mà cái chị gì á, cái chị mà cái ngôi nhà mà có quỷ ở dưới cái nền nhà, hình như cái tỷ lệ cái người đó với em mà 100% là giống nhau. À. 100% là bất cứ mỗi vấn đề đều nói giống nhau cả. Khi mà em xuống dưới ông thầy ở Đồng Tháp á, ổng vô bắt mặt ổng nói câu này, có hại người, có phái chập phái gì thằng dân tộc cũng sao mà nó bỏ ngại mày. Ừ. Thì em ấy lúc em nói với thằng bỏ ngại em á là em khẳng định với nó, nhưng mà em vẫn không tại vì cái 2017 2019 nó khác nhau, tại vì nó bỏ em 2019 mà. Thì xuống khi ổng nói là đi chấp, ổng nói là thôi thôi kêu thôi được rồi. Cái ổng kêu thôi giờ nè để thay cửa, ổng chữa ngày đầu tiên em xuống một lần, ổng chữa xong ngày thứ hai em kêu thôi khỏi thầy, khỏi chị nữa. Sao vậy? Em biết, em cảm thấy là không đủ nhiệt, không đủ lực để không đủ để mà giúp anh đó. Mà tự nhiên em điểm nói ổng mày hẳn gì luôn. Xong rồi cái là về đây em thì có con người mà nó mang một cái tư tưởng như anh, cái mình là mình đi, mình còn phải đi suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, mà còn là cái đưa nhắm vô trong gia đình em không. Rồi được rồi, để tôi giúp cho. Tha đâu, tha không đâu? Tha ngay đây nè. Tha ngãi đó hả? Ờ, tha ngay đó. Mấy mục này xong. Cái này là hồi đó em bị tê á, hồi đó hồi nhỏ em bị tê á là. Tao lộn chứ, người ta hai ngãi người ta đây rồi hả? À. Đưa gối đây. Nó lên đầu gối là nặng. Nghiêng qua. Ông bị cắt nữa hay gì vậy? Dạ, em cắt hồi nhỏ. Đau không? Bên đây kìa. Nghiêng qua, nghiêng vô qua. Ừ, nghiêng vậy đi. Anh nằm xuống đi. Đây nè. Đau phải không?
không? Đây. Đau không? Chán chịu. Không lấy ra đời ông tiêu luôn đó. Thẳng vô ra đi. Không có. Nghiêng quay gì đó. Ừ. Ừ. Hai bên nè. Nghe không? Ừ. Nó nằm đây nè. Nó hại không nhiều đâu, nhưng mà lâu thôi. Không có. Thẳng tay ra đi. Thẳng tay ra. Xui ra, xui ra. Thẳng ra. Đau quá. Bên kia. Gán đi. Bình không đó. Đau quá chịu mỏi. Gán chịu. Gán đi. Gán đi chết á. Gán đi. Đau quá chịu mỏi. Nè bình tĩnh. Gán chịu. Đụng ổ đó, quýnh dồn ngực thôi đó. Rồi. Đâu quá đi coi. Chỉ có tà nó mới la thôi. Anh bình tĩnh. Tôi làm gì giờ làm sao la? Hả? Thật không làm sao la? Đâu quá. Không chịu nổi đâu quá. Tên gì? Tú. Nghe. Bình tĩnh đi. Tú. Gán chịu nè. Anh dữ dằn đó, tiêu đề anh đó. Xích xuống. Tôi gì làm sao tao được. Anh có tà anh mới đau biết chưa. Nè. Đau quá. Làm sao đau được, thật khung. Cố gắng đi. Chịu nổi. Đờ tiêu đó. Đau quá. Lên đi.
đó bao lâu rồi? Lên! Đâu quá đi. Khai cảm tử vô bị chết. Đâu quá. Tốt. Ngồi dậy. Tay chân lên ngắt. Hãy tán gia bài sản tiêu hết. Nè lưng nữa nè. Úp lại. Còn lưng nè. Chị qua em rồi đó. 2 ngày nữa em để 2 cái đó. Hôm nay thì em thấy cũng ổn. Thì hôm nay thì thầy tới đây thì nhất là dạ thấy cũng nhẹ người và dạ, thoải mái hơn. Rồi hai nữa thì hôm nay thầy tới thì em con thì cũng nhờ thầy giúp đỡ vậy. Thực sự 4 năm trời thì nói chung là lao đao này kia. Thì nói chung là có ai mà cái tình trạng giống như em vậy nè, nhờ thầy giúp đỡ chứ thực sự với vô ở nhà mà gia đình của mình mà con cái hay bất cứ ai là nhìn thấy gì đâu không à. Em cứ đi tới thầy á là người đầu tiên, người thứ hai là em biết người đó không đủ cái là em không đi nữa vậy á. Không lực á? Không đủ, tự nhiên em không cứ tới vô là mấy ổng vô cái là ổng kêu thôi xong rồi đi về đi. Nói chung là 10 ông vô là đuổi về không à. Mà nói như là mấy ông nào vô là lần đầu vô, ví dụ như làm cho em một lần đúng không? Lần thứ hai em nói thẳng là không được. Em nói thẳng, em điện em nói không được. Em nói không có được. Là nói chung là thì nó cũng nhẹ, cũng bình thường vậy đó. Thoải mái nè. Dạ. Tỉnh táo. Nó cũng đỡ hơn, nó nói chung là nó không còn bị ảo ảnh nữa. Giống như là em nói là bị ảo ảnh vậy đó. Là cái nhìn người này sang người kia nhìn, nói chung là toàn là suy nghĩ tao ba tao bậy tao bạ không à. Thì thôi em cũng cảm ơn thầy rất là nhiều. Cũng đã đường xá xa xôi lên đây giúp em vậy á. Thì em cũng cảm ơn rất là nhiều với thầy lắm.